và trên Chúa, đặc biệt là tất cả những bà con xa gần hôm nay đã đến đây cùng đón Chúa hài đồng với cộng đoàn chúng con. Trong niềm hân hoan đó, chúng con xin tất cả mọi người lắng lòng để cùng chúng con dâng lên Chúa những lời hát tân sơn. Mong Ngài đến và ở lại với chúng ta. Thank you.
Xin hãy đến tâm hồn chúng ta là những đấng mát cỏ đơn sơ để Chúa đến và ở lại mong hương mong.